Xin kính chào quý vị khán giả thân thương của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 rất tốt và nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc và cuộc sống. Vậy nên, trong tháng 8 âm lịch này họ rất thành công và được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ, tôn sùng. Tháng 8, tuổi Quý Mão được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên quý vị hãy mạnh dạn đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. May mắn là tuổi Quý Mão đón nhận tin vui trong tình cảm. Người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương thì nay đã nên đôi thành cặp, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được rất nhiều những mâu thuẫn bất đồng trước đó để có thể có được tiếng nói chung cần thiết. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết của video ngày hôm nay để biết thêm quý vị nhé. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Quý Mão mệnh kim bạch kim, tâm tính thường cô độc, ít hòa hợp người thân. Họ có vẻ mặt lạnh lùng, tác phong quả quyết dứt điểm và rất cứng rắn bản lĩnh. Trong cuộc sống và công việc họ thường xử lý dứt điểm, luôn vượt qua sóng gió thử thách. Khí kim lạnh lùng, sát phạt và tiêu điều nên tâm lý của họ ít hợp với người thân và sống khá cô độc, thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm. Quý Mão là người trung thành, họ trung thành với cương vị làm việc, giữ đúng chức vụ được giao, bền vững trong tình bạn và rất quý trọng uy tín trong cuộc sống và thương trường, đã hứa là sẽ cố gắng làm việc, thực hiện bằng mọi giá, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Quý Mão sinh năm 1963 là người tinh tế, gần gũi, lịch sự và quý phái. Họ thường gây ấn tượng với người khác bằng sự duyên dáng, nhạy cảm của mình. Trong tình yêu và các mối quan hệ, họ rất cầu toàn. Tuổi Quý Mão rất khéo léo trong việc đối nhân xử thế, biết cách lắng nghe và thậm chí là chấp nhận thua cuộc trong các cuộc cãi vã để đổi lấy sự hòa giải. Chính vì vậy, họ có rất ít kẻ thù. Tuổi Quý Mão đón tháng Kỷ Dậu khá êm đềm và suôn sẻ, gia chủ có thể chịu một vài thiệt thòi vì anh em bạn bè, nặng thì còn có thể làm sứt mẻ tình cảm, bù lại gia đạo yên vui, con cháu quây quần, giúp tinh thần luôn thoải mái và yêu đời, không có gì phiền muộn. Xét về thiên can, Quý Âm Thủy gặp Kỷ Âm Thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Mão sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý kẻo cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Xem tử vi cho tất cả quý vị gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 tháng này, đường công danh sự nghiệp được nâng đỡ nhiều, tuy nhiên ít sự đột phá. Nếu vẫn đang đi làm, sự nghiệp nhìn chung sẽ hanh thông hơn, mọi việc tiến triển trong tầm kiểm soát của bạn. Tuy nhiên có những thời điểm có vẻ như bản mệnh chưa chủ động nắm bắt cơ hội nên dễ bị bỏ lỡ. Lại thêm sức cạnh tranh tăng lên khá rõ, áp lực kèm theo, đòi hỏi mệnh chủ phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đương đầu với mọi điều có thể xảy đến. Nếu có dự án hợp tác với anh em, bạn bè thì nên tránh xa, đa phần bản thân phải chịu thua thiệt, vất vả mà không được lợi. Với những người làm công ăn lương, mặc dù công việc làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy cho bạn cảm giác rằng không có chỗ để phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tất cả các quý vị gia chủ tuổi Quý Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tình hình tài chính của gia chủ khá ổn định. Cơ hội làm giàu vẫn có, nhưng cần chủ động và nỗ lực nhiều hơn nữa. Còn nếu vẫn giữ tư tưởng an phận và chờ sung dụng thì bạn sẽ chẳng đạt được bất kỳ lợi ích nào. Ngoài ra, trong tháng này cẩn thận trong khâu dùng người, phải biết phân biệt rõ người tốt kẻ xấu, không nên mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài, kẻ không đáng tin. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện tại thì đó cũng là một vấn đề.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe của gia chủ không gặp phải vấn đề nguy hiểm tiềm ẩn nào quá lớn, nhưng không thể tránh khỏi những bệnh vặt hoặc bệnh cũ tái phát do sinh hoạt thiếu điều độ. Do đó bạn phải có đến bệnh viện điều trị, nhưng cũng đừng lo lắng quá mức, gặp đúng thầy đúng thuốc bệnh sẽ sớm qua khỏi. Có điều sẽ phải tiêu tốn một khoản phí không nhỏ cho việc điều trị. Các quý vị gia chủ tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Quý Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Nếu đang sống một mình, bản mệnh không cảm thấy cô đơn vì xung quanh luôn có gia đình, bạn bè kề bên, có người còn tìm được một người bạn đồng hành chăm sóc cho nhau lúc về già. Có thể ở tuổi này tình yêu đã không còn quá quan trọng, nhưng sự quan tâm và ấm áp từ nửa kia khiến bạn muốn mở lòng và tiếp nhận đối phương. Người đã có gia đình cần lưu ý, càng hạn chế các cuộc tranh cãi ít hơn thua bao nhiêu thì càng tốt cho mối quan hệ của cả hai người bấy nhiêu. Nếu không, từ mâu thuẫn nhỏ sẽ biến thành gay gắt, gây rạn nứt tình cảm, thậm chí là đổ vỡ. Nhìn chung, gia đạo yên vui, con cháu quây quần, giúp tinh thần của mệnh chủ luôn thoải mái và yêu đời, không có điều gì phiền muộn. Vì thế bản mệnh nên tiếp tục chú ý giữ gìn sức khỏe, tham gia các hoạt động vừa sức của mình, duy trì trạng thái tâm lý lạc quan, tích cực, vui vầy với con cháu. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Đối với người tuổi Quý Mão, trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 8 năm 2022, tức ngày 5 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Dậu, có nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 8 năm 2022, tức ngày 17 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Dậu, có nạp âm Kiếm Phong Kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Quý Mão trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 11 tháng 8 năm 2022, tức ngày 6 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Tuất, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 8 năm 2022, tức ngày 18 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Sắp Tuất, có nạp âm Sơn Đầu Họa. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp ích cho tất cả quý vị trong những hành trang để chúng ta có thể có được những bước đi vững chắc khi bước vào tháng 8 âm lịch này với nhiều hơn những thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thử thách chúng ta lớn lên, trưởng thành hơn với nhiều những trải nghiệm quý báu. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên và hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình.
Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị may mắn, thành công, sức khỏe và an khang.